70 tuổi, ở cái độ tuổi mà nhiều người đã an dưỡng tuổi già, được con cháu chăm sóc, thì cụ bà Huỳnh Thị Triếu, ngụ ấp Nhân An, xã Nhân Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, vẫn ngày ngày nhận đan lưới mưu sinh, lấy tiền chăm lo cho người mẹ đã 91 tuổi của mình. Cha mất sớm, bà Triếu là chị lớn trong nhà có 7 anh chị em. Cuộc sống thiếu thốn đã khiến cho bà tự lập từ rất sớm. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, cha có dặn dò bà ở lại thay cha chăm sóc mẹ và các em. Từ lúc còn là thiếu nữ đến năm 70 tuổi, bà Triếu vẫn giữ tròn lời hứa với người đã khuất. Bà hy sinh hạnh phúc của bản thân, cùng mẹ phụ chăm lo cho các em nên người và giờ một mình bà chăm sóc người mẹ đã 91 tuổi. Nấu ra mình lấy mình ngủ mình đâu, mình không có đi đâu, không có bệnh gì hết, không có đi đâu cả. Rồi sẽ quay lên mình lật ra nã đi mình mướn rồi giờ mà hết nấu rồi. Tuổi xuân cứ thế trôi đi, các em lần lượt dựng vợ gả chồng, riêng bà Triếu vẫn ở vậy, chọn cuộc sống độc thân, sớm chiều bầu bạn với mẹ già làm niềm vui qua ngày. Mẹ của bà Triếu là cụ Nguyễn Thị Mến, năm nay đã 91 tuổi. May thay, tuổi già của cụ Mến vẫn giữ được tinh thần minh mẫn, đi lại không cần chống gậy. Cụ Mến tâm sự, hồi trẻ có nhiều người đến dặm hỏi bà Triếu, nhưng ai đến xin cưới bà Triếu đều chối từ. Bà sợ khi mình lấy chồng, không có ai chăm sóc cho mẹ già và các em nữa. Nó từ nhỏ tới lớn nè. Cũng có vậy mà nó không chịu rồi thôi, cũng ở vậy đó. Mà anh em nó thì có vợ có chồng hết trơn rồi, vợ con mình nó thôi, nó rồi lui ngoài anh chứ có làm gì đâu. Ngày còn trẻ, bà Triếu đi làm ở lò gạch, tuy công việc vất vả nhưng bù lại thu nhập ổn, khoảng 100.000 đồng một ngày, đủ cho bà trang trải chi phí sinh hoạt. Khoảng hơn 10 năm nay, khi cụ Mến lớn tuổi và sức khỏe yếu đi, bà Triếu đành nghỉ việc ở nhà trông nom mẹ. Dù cuộc sống đôi khi túng thiếu, nhưng bà Triếu chưa để mẹ đói khổ ngày nào. Thời gian ở nhà, bà nhận thêm công việc đan lưới gia công. Cứ một tuần lễ, bà đan được 20 thước lưới, tiền công được trả 200.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Mỹ Hường, vừa là hàng xóm, vừa là công chức phụ trách lao động thương binh xã hội xã Nhân Mỹ cho biết, bà Triếu rất hiếu thảo, cả vùng này đều biết. Hàng tháng, cụ Mến được nhà nước hỗ trợ 270.000 đồng tiền người cao tuổi, cộng thêm có con cái cấp dưỡng, nên cuộc sống của hai mẹ con không quá khó khăn. Hai rất là hiếu luôn, hồi đó đến giờ luôn. Cái gì là cái đầu tiên là phải lo bữa cơm xong rồi mình là phải chạy, ví dụ như là buổi sáng, gạch được buổi sáng thì cũng phải về cho mẹ ăn sáng. Rồi xong mới trở lại, tại mình làm không phải là công nghệ, tại vì làm thủ công tay, thì mình làm nhiều, đỡ nhiều, làm ít thì mình không ít. Thì ra khi đó là chị phải chạy về lo cho mẹ xong mới trở lại cái chỗ đó ăn gạch. Đối với bà Triếu, mẹ là duy nhất. Vì thế bà chấp nhận đánh đổi cả thanh xuân, hạnh phúc của bản thân để kề cạnh chăm sóc. Bà Triếu cũng là niềm vui sống lớn nhất của cụ Mến ở cái tuổi gần đất xa trời. Cuộc sống tuy không sang giàu, nhưng cả cụ Mến và bà Triếu luôn thấy đủ đầy, hạnh phúc.